Người tu không nghĩ về cái phần điển quang thanh nhẹ xuất phát đi lên là điều kẹt ở trong sự tranh chấp lý luận mà thôi, không phát triển được. Lấy lý luận người này va víu chút, lấy lý luận đằng kia va víu chút, mà trong tâm thức không mở thì còn nắm tánh. Mà trong cái nắm tánh đó là thiếu trí, không phát triển được, chặn cái mức tiến. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên lý đó nó sẽ lập lại sự quân bình tâm thức của chính chúng ta. Ngày hôm nay các bạn gia tăng thêm cái lại nữa là tất cả những thần kinh đều chuyển chảy trong 12 kinh mạch trong cơ tạng các bạn. Nó điều hòa con người, không còn tự ai nữa, nó mới vui tiến được. Tâm lẫn thân được điều trị. Hằng ngày các bạn hành cái pháp vô vi này là tâm lẫn thân được điều trị. Chính bạn là y sĩ lo lắng cho cơ tạng, mà lo lắng thuận thiên giả tồn, thuận theo cái nguyên lý của trời Phật, sống trong tự nhiên và siêu nhiên. Cho nên nhiều người nói mà không làm, tự cao tự ái, không chịu lấy, không chịu làm, không chịu sửa cơ tạng, thì nó phải chuyển về đâu? Chuyển về dục. Cái dục là gì? Là một cái tội nặng nhất. Cái dục nó sẽ phạt cho các bạn. Nếu con người hướng về dục thì phạt 60 năm mới phát triển trở lộn lại được. Cho nên phải làm sao? Điều hòa cơ tạng, quân bình, không phải ăn nhiều và không phải dục. Đâu đó nó điều hòa và phần trí nó luôn luôn thanh nhẹ, trung tim bộ đầu dồi dào ánh sáng. Thì các bạn làm gì giận hờn người ta được, làm gì mê chấp được. Giữ căn bản mầm mống thương yêu mà thăng hoa, chuyện ai nấy lo, thì thế gian nó mới có hòa bình. Hỏi những xã hội văn minh, họ được yên ổn hơn xã hội của xứ Việt Nam. Là tại sao? Vì xã hội này hướng về vật chất, nhưng mà họ lo về vật chất. Mỗi người thất nghiệp đều có lương, đó là vật chất dồi dào, không có sanh chuyện. Có sanh chuyện cũng bớt đi. Còn chúng ta hướng về vật chất mà không có vật chất thì nó phải loạn. Còn chúng ta hướng về tâm linh mà không thực hành thì tự nhiên cũng là loạn. Hướng về tâm linh là phải thực hành thì con người nó mới không loạn. Mà hướng về tâm linh mà không thực hành là con người nó trở lại dâm ô. Dục tính càng ngày càng cường, rồi biện hộ cho sự sai lầm đó, rồi tạo cho gia can bất ổn, càng ngày càng xa đọa đi xuống sự tâm tối rõ ràng. Mà nói mình là chân tu, đặt được rầy rồi. Thấy chưa? Cho nên người tu phải thực hành, không dùng cái lý thuyết nào, không dựa trong cái lý luận nào, sách vở đọc để giải trí một chút thôi, trong cái thực hành là kiểm mình từ đến đâu, rồi hiểu đến đó, là mừng cho chính mình rồi. Không nên nói thêm, cũng chẳng cần nói bớt. Chuyện của tôi có bao nhiêu đó thôi, tôi phải lo cho chính tôi. Tôi không lo cho chính tôi, chẳng ai lo. Bệnh do tánh sanh. Nhưng mà cái tánh tôi nó càng ngày càng giận người này, ghét người kia, ghen người nọ, thì rốt cuộc là tôi mang cái bệnh gì? Bệnh thần kinh hay là bệnh căng xe? Máu huyết không lưu thông được, ứ động thành một khối bành trướng thì nó là căng xe. Bệnh do tánh sanh, do mình tạo cái bệnh cho mình mà không hay, mà lo đâu đó cho nó điều hòa, cho nó ấm áp, không có phải tốn hao nhiều nhưng mà đạt được kết quả tốt. Cho nên các bạn càng ngày càng thiền, càng tu, rồi các bạn thấy tôi đâu có xài tiền gì đâu. Cho nên các bạn dễ phát tâm, có một cơ hội giúp đỡ những người đau khổ bên nhà, những gì, những người tị nạn này kia, nó bắt các bạn lo trong nháy mắt, xong hết, người chút rồi. Là vì đồng tiền mình dư thừa, dư không có xài, không có đua đòi, không có đòi hỏi nhiều. Thành ra mình được ổn định, mình dư thừa, mình ban bố chứ không có gì hết. Cho nên người vô vi đóng góp bỏ tiền cho anh ta in kinh cho, rồi bị chửi,
là những người chửi là những người chưa hiểu, chưa có biết phát tâm là giá trị, chưa có biết cái phước là cái gì, thành ra đâm ra tranh chấp. Thì chửi đầu này, chửi đầu nọ, rồi tạo cái khùng cho chính mình, chứ người ta đã làm việc tốt cho xã hội, thay vì mình cũng là con người trong xã hội mà không làm, thì trách người khác. Chuyện đó chuyện ngu xuẩn của chính mình không lo sửa, mình đi lo sửa chuyện người ta, càng ngu nó càng đóng cục luôn, khổ thêm. Cho nên người vô vi không có làm điều đó. Đã từ trong cái đó mà ra rồi, từ cái ngu muội đó rồi, từ sự tranh chấp nhiều quá nhiều rồi, từ cái sự hơn thua quá nhiều rồi, mới đi học về cái đường lối vô vi, sửa cho chúng ta quân bình lại. Không điều khiển bất cứ ai, sửa mình để ảnh hưởng người khác mà thôi. Đường lối của vô vi trước sau như một, tu sửa để ảnh hưởng người khác mà thôi, không có điều khiển bất cứ một ai. Nếu mà các bạn không nghe lời tôi, có một chút sáng suốt ra điều khiển người khác, tự nhiên các bạn sẽ tạo loạn trong xã hội. Vì bạn sáng suốt hơn người ta thiếu sáng suốt, người ta tưởng bạn là Phật là tiên, rồi bạn điều khiển người ta, rồi bạn nói một đường hay dịch một nghĩa, làm sai, tạo loạn cho xã hội. Còn đường lối của tôi là thời nào giờ tôi chỉ phát tâm bỏ công bỏ của ra tu mà thôi. Nhưng sự cực nhập khổ cực của tôi đổi chác được đồng tiền để sống, thì tôi có quyền sống tự do. Các bạn cũng vậy. Còn cái tu của chúng tôi phải thực hành, chứ không có nói chuyện không thực hành. Không có làm con người lười biếng vi trùng trong xã hội mà nói mình là bảnh, không được, phải làm việc, phải chịu khổ, phải đóng góp. Tu phải đóng góp, phải làm sao cho mọi người yên vui, đó mới là đúng. Chứ không có tạo con vi trùng ở xã hội. Ở xã hội phải làm việc, đi làm bồi bàn cũng phải làm, cho người ta chà đạp đi, mình mới có cơ hội thức tâm. Làm biếng mà muốn làm cha là không có được, phải làm việc. Lúc tôi tu tôi muốn làm việc mười mấy năm, bao công việc của tôi tràn ngập trên đầu, nhưng vẫn là khổ chừng nào cảm thấy sung sướng, nhiều việc chừng nào cảm thấy sung sướng. Như ngày hôm nay tôi đi đây đi đó, không phải sướng nữa, các bạn thấy rõ rồi, khổ. Nhưng mà tôi thích khổ, khổ để tôi học thêm, kiếm đồng tiền đi đây đi đó, nói cho người ta nghe, để cho anh hiểu, luyện tâm thân của chính mình để ảnh hưởng người khác. Vì sao? Cơ trời sẽ thay đổi. Mọi người đây rồi sẽ đi đông đi đây, đi đây đi đó. Mà không luyện sẵn, không bao giờ thích hợp với hoàn cảnh ở tương lai. Vẫn tu, vẫn thanh nhẹ, phá mê phá chấp, giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của nội tâm bất cứ giờ phút khắc nào. Cho nên mỗi năm tôi có dịp, đều có dịp nói chuyện với các bạn. Mỗi năm tuổi tác của tôi đều được chậm chắc lên, nhưng mà mỗi năm tôi nói ra những lời trật tự thanh nhẹ để các bạn xét coi thử tôi có bị sa đọa hay là tiến bộ. Tôi mong rằng mọi người phải biết như vậy, sửa mình, tâm thân được an ổn thì mới đem lại cái hạnh phúc cho loài người được. Còn không thể mượn lý thuyết của người nào hết, thực hành để tâm thức mở. Bạn là một con người quý nhất trong càn khôn vũ trụ này. Tất cả đều vì bạn, tất cả đều xây dựng cho bạn tiến hóa, tất cả đã đem cho bạn tới một chỗ tuyệt đỉnh tốt đẹp. Chứ không có một kích động nào mà phá hoại các bạn, khỏi lo vấn đề đó. Các bạn biết rõ các bạn từ trong cái mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra, thì tất cả đều đã và đang phục vụ các bạn. Các bạn vui lên, vui trên việc làm, vui trên sự hành hạ của người khác, vui trên mọi sự phát triển của tâm linh.